Xin chào anh em đến với kênh Chim Cảnh Cường Lèo nha. Hôm nay mình lên một cái clip chia sẻ cho một số anh em mới chơi về dòng thú giống bò mà anh em mua qua mạng nha. Đây là một cái clip chia sẻ cho anh em để cẩn trọng khi mua chim ở xe nha. Đây là một thú giống bò của một anh khách. Anh mua của một cái kênh đó, rất là nhiều người mua. Là con thú giống bò này là 4 triệu nha anh em. Anh em cùng theo dõi clip con thú giống bò đây nha. Ở đây nha anh em, mình sẽ khui chú chim này ra cho anh em xem nha. Chú chim này là ông mua về, sau khi gửi cho mình xem thì mình kêu con chim này không phải là chú da bò, và kênh đó nó lừa đảo ảnh nha. Con chim này ảnh mua là 4 triệu nha anh em. Anh em xem nha, xem mình khui chim này ra để mình hướng dẫn cho anh em bữa sau cách nữa nha. Rất nhiều anh em bị dính cái vụ này nha, khui da bò nha. Anh em xem thấy con khứu này không? Màu đỏ nha anh em. Không? Đấy, màu đỏ, nhưng mà cái màu đỏ nó không được bình thường nha. Đây. Con này là một con khứu bạc mé mái nha anh em. Mà chim nó nhuộm nha. Đây. Anh em để ý cái mé trắng nó không có được to đâu. Và cái màu lông nó nhuộm này, anh em nhìn này, nó không khác gì con chim bình thường mình thôi. Nhưng mà nó nhuộm màu lông đỏ vậy, anh em mới chơi anh em nhìn không biết thì cứ nghĩ là con thú da bò màu đỏ là nó là con thú da bò nha. Nhưng thực chất thú da bò nó rất là nhiều dòng, mà cái màu đỏ nó không phải đỏ như thế này nha. Màu đỏ đây là đỏ nhuộm nha. Nên nhìn cái mé con thú da bò này với còn những cái con bạc mé ở trên học á, nó y xì nhau luôn. Đây là ông anh, ông bị dính đây con thú mái mà họ nhuộm thành con da bò họ gửi cho ảnh. Cái clip này mình lên thì cho anh em cảm giác nha. Đây, thực chất là con khứu da bò nó sẽ như thế này, anh em cùng so sánh nha. Đây là con khứu da bò nha anh em. Thường cái trong khứu da bò nó là cái mé nó sẽ rất là to đây, và cái bộ nó to, chứ nó không phải cái bộ bé như con chim bạc mé nha. Đó, anh em nhìn con chim này và con chim kia nó sẽ khác nhau một trời một vực nha. Chim da bò là mé to phồng lên đây anh em này. Đó, và cái màu đỏ của nó là màu đỏ tự nhiên nha, không phải cái màu đỏ nhuộm nha. Cho nên là khi anh em ví dụ mà mua một khứu da bò, anh em nên mua một cái chỗ này mà uy tín và anh em cảm thấy ok thì anh em hẳn mua. Đừng có ham rỉ là nó gửi cho cái con chim này như vậy là vừa mất tiền vừa mang cục tức nha anh em. Anh em thấy con khứu này và con khứu hai con chim nó khác nhau nha. Đó, anh em nhìn hai con chim đó. Và khi anh em mà ví dụ mà mua chim da bò, anh em cứ và anh em gần tới anh em lấy cái đèn này rọi trong cái hộp anh em xem cho kỹ, thử nó ra như thế nào thì lúc đó anh em hẳn lấy. Cái clip này lên là mình xin chia sẻ cho anh em nha. Con chim mà của ông anh thì ổng tức quá thôi, ổng gửi cho mình để mình làm clip luôn chia sẻ cho anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều.